thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Tuyết Mai, 47 tuổi, nhờ đàn em xã hội, ép người tình kém tuổi viết giấy nhận nợ 1,73 tỷ nhưng anh này không thừa nhận. Ngày 27 tháng 2, Nguyễn Thị Tuyết Mai và Nguyễn Minh Thành, 35 tuổi, bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Mai nhờ Nguyễn Minh Thành, Vương Chí Tam, đàn em ngoài xã hội và đồng bọn đến quán nhậu ở huyện Bình Chánh để đòi anh Tuân, 37 tuổi, quê Tiền Giang, 1,73 tỷ đồng cho vay nhưng không ghi giấy nợ. Bà này sau đó vợ hẹn anh Tuân ra quán để giới thiệu người cho mượn tiền. Bị cáo Mai nhiều lần khóc tại tòa. Ảnh, Hải Chuyên. Gặp mặt, Mai yêu cầu Tuân trả tiền nhưng anh này không đồng ý. Nhóm Tam liền xông vào tát, dọa sẽ giết nếu không trả nợ, ép Tuân ký tên và điểm chỉ vào giấy nhận nợ 1,73 tỷ đồng Mai đã chuẩn bị sẵn. Nhóm này còn bắt Tuân để lại ô tô và ký giấy cầm xe 300 triệu đồng. Ngày 19 tháng 3 năm 2018, bị công an mời lên làm việc, Mai nộp lại ô tô, giấy mượn tiền, giấy cầm đồ có chữ ký của Tuân. Quá trình điều tra, Mai khai sống như vợ chồng với Tuân từ năm 2016, nhiều lần đưa tiền cho anh này tổng cộng 1,73 tỷ để làm ăn. Vì tin tưởng người tình nên khi giao tiền bà không viết giấy biên nhận. Khi Mai đòi Tuân không trả, cắt liên lạc. Tuân khai quen Mai trong thời gian làm tài xế ở Sài Gòn, nhiều lần nhờ ghi số đề nên nợ 30 triệu đồng chứ không mượn tiền bà này. Do chuyển về Tiền Giang sinh sống nên Tuân không liên lạc với Mai. Liên quan đến vụ án, Lương Chí Tam đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra sẽ xử lý khi bắt được. Một số người khác chưa rõ lai lịch, nhà chức trách tiếp tục điều tra. Tại tòa hôm nay, Mai nhiều lần khóc, cho rằng số tiền đưa cho Tuân là do đi vay. Khi bị cáo đưa tiền cho anh này, chủ nợ cũng chứng kiến. Luật sư của Mai nói đã xác minh được những nhân chứng này. Hội đồng xét xử cho rằng có nhiều tình tiết mới phát sinh cần làm rõ, nên trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung. Hải Chuyên, Let's Love Us, Oi.